nha. Không quạ. Không quạ ăn nữa bọn. Thanh niên ăn mà ong. Quay qua quạ cái kết. Ôi giời. Vô cá lóc đó. Cá lóc mà. Ôi trời con bự luôn. Cá lóc luôn. Cá lóc khủng. Nhỏ nhỏ con cho đem đây. Khủng. Hút chưa trời. Cá bự. Vô không? Thôi cái nhỏ này cái vừa. Không được, không được. Bắt cỏ đi. Lên lên lên. Ừ. Ngoài chân gớt cái kia. Mắt cỡ này quýnh vô cái mỏ nữa nó dẫn chắc cỡ này nè. Hai Dương chơi đã cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương đi quay ké nha. Chiều em được có đi cắm câu, giờ mình sẽ đi quay ké em được. Đây, em được cắm câu. Rồi, ok, hello xin chào cả nhà nha. Này mình cắm câu đâu vậy được? Cắm cái bãi mới. Bãi mới hả? Bãi năng. Bãi năng hả? À. Mà nhưng mà trước khi qua bãi năng thì mình qua cái bãi cũ của mình nè, với lại đi với em Khánh. À, em Khánh này cũng cùng quay với Dương. Được, chào cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ theo em được đi coi là em được cắm câu có thu hoạch hay không nha. Bữa nay lấy vợt rồi theo nó ghê quá à. Vô miếng nước đi nè. Này 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 được lấy vợt rồi theo nó ha. Bữa tại mình bắt sẵn cá bự đó cho nên là hôm nay được lấy cái vợt theo đang bắt cá bự đó nè. Rồi mình rút kinh nghiệm của lần trước. Anh nói nghe nè, lấy cái vợt theo mà. Thôi vậy đừng nói. Trời ơi, hôm nay có em đi là phải có hàng khủng. Rồi bây giờ mình đi nè. Chiều Khánh cắm câu đâu giờ mấy anh em đi. Chúc mình rồi mở ra mình tháo xuống gì? Tháo dây ra để móc lấy mồi móc đó đúng không? Hôm nay để cho em Khánh vừa vớt vừa bắt luôn, mình chỉ đi quay thôi, mình quay ké thôi. Bỏ dép luôn hả được? Bỏ dép luôn trong này vô. Gai không? Bỏ vô. Ok. Ra đầu gai. Bây giờ mình chỉ việc là đi theo để quay thôi. Bãi này nè ngon dữ dằn lắm à. Sao không cắm chạy đây, không cắm đây cần chạy. Rồi bãi cũ con nhái còn nguyên, còn ngồi nguyên luôn. Sống không? Còn sống. Con. Ta còn chảy mà. Okay. Con đó mà sáng là dính là con lái không á. Cá bự đúng không? Ừ. Cá chà bá luôn đúng không? Ừ. Cắm đây Khánh. Bãi này đâu có ai, ở đây đâu có ai quýnh gà đâu ta, sao có gà kêu ta. Lên lại thăm tụi này cho. Để mình đi lại em được đây. Nghe quậy đâu đó Khánh. Em nghe đúng đâu đó đó. Từ từ Khánh ơi. Từ từ Khánh ơi. Đợi anh tí Khánh ơi. Cái bãi này đẹp quá mà. Rồi đi. Không nếu mà buổi đầu này mà ít là buổi sáng nó dính nhiều lắm nó được. Ừ. Nghe quậy tùm tùm đó. Sao giờ không từng. À con nhái quậy quá. Hôm bữa chỗ này mình dính một hai con là được, bên đây con là nó chạy ra nhé không được. Thôi chịu cắm cần bên đây không Khánh? Chứ đằng này nè. Ok vậy luôn. Bữa cái bãi này nè, dính con chạy ra, còn con chạy ra nhé không? Ừ. Đây cũng. Đây là cá không? Đâu từ. Đâu cái câu đâu? Ôi nó quắt vô đây anh Dương ơi. Con đâu cái câu hả? Con cá hay con rắn? Đây từ. Có con gì vậy? Còn không? Còn giật phải không? Từ nghe, anh Dương ơi. Em dán lên Khánh, em dán lên. Để em. Dán lên. Ừ. Khánh nó biết không? Từ nghe. Em dán cỏ lên rồi giật, giật á. Từ coi con gì ba. Hồi nãy thấy ngóc đầu gì không? Ê, từ đừng nắm gịch. Cá. Ghê phải không? Từ để mò thử. Con gì? Để mò thứ. Giật chứ vậy? Con gì hay được? Con cá bự lắm Dương ơi. Cá bự lắm hả? Cá bự lắm. Từ từ cái này anh cầm cái này giùm em tới anh Dương. Để em giật nó coi. Để em giật nó hả? Nhổ luôn. Ừ. Từ nằm dưới đây nè. Bự lắm. Em hướng dưới mấy dưới này nè. Đây nè. Em hướng dưới này. Đâu con cá đúng không? Mấy bên này Khánh. Ông kia giật quá. Bây giờ từ từ Khánh này. Từ Khánh này. Cái gì? Vô cá lóc đó. Cá lóc mà. Ôi trời con bự luôn. Cá lóc bự luôn. Cá lóc khủng. Nhỏ nhỏ con cho đem bên đây. Khủng. Con này khủng cả nhà ơi. Đấy. Rồi một con đầu tiên.
mấy thằng không biết cắm câu lại cắm dính dữ dằn luôn nè. Quá gì? Cái túi đựng đâu? Túi gì? Túi nhái á. Nè cả nhà. Nó nhái trơn ơi. Gì? Giờ đi thăm là xong rồi đó. Hàng khủng, hàng, hàng khủng, hàng khủng. Con này tầm nửa ký nha cả nhà. Con này nửa ký á. Nửa ký. Quá đã. Đó. Đây. Vô, em Khánh à. Đó là tắt đèn cái coi. Tắt đèn đi, tắt đèn đi. Được, đèn. Ừ. Đây. Đây. Đó. Hết quyết rồi. Quá đã. Quá đã, quá đã. Biết biết clip. Rồi cái bao đâu anh Dương? Anh nói với em sao? Chó mấy thằng không biết cắm bao. Ê, cầm đằng chắc chắc nha trời. Đưa đưa bao thành bao ra nè, bỏ đó. Rồi, đây. Nên dở lên trời. Tiền công mấy này nó dính mép và khó ra lắm. Rồi. Nào bỏ vô. Vô. Anh nói mày không biết cắm câu, cắm nó hay dính lắm. Đây em bắt con nhái luôn anh Dương ơi. Trời, nó cắm rồi nó không thấy cây câu luôn. Tại nó gị ấy mà. Nó gị mất tiêu cây câu luôn mà em xuống em đạp. Xuống em đạp cái nó cút cút cút. Nó gọi và dính rồi. Ở đây tụi nó lùa con nào nãy nửa ký với 700 gram á. Biết anh Dương, biết anh Dương, biết không mình hôm bữa. Biết rồi, thấy đầu thấy vô mấy cần đầu là thấy lụm con là thấy ấm hàng rồi đó, có hàng rồi đó. Rồi giờ em Khánh xuống cắm tiền câu lại nha. Nghe nãy con quậy đằng này nè. Chưa, từ từ đi. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục thôi. Cắm tới nách không hay cắm trên cao không vậy? Để. Tới nách hả? Đi trước đây biết cái câu đâu đi đâu không? Biết rồi, đồ giật giật mặt đây. Em biết anh ăn cái mùi gọi năng ở đây biết. Thôi, không có rồi, còn nhái còn nguyên à. Em biết mùi gọi năng ở đây biết nhiều cá lóc ở đây không? Tính ra đây nó xả 30 tuần. Trời ơi, nó xả sát bên luôn kìa thằng ơi. Còn mồi không? Kìa, anh câu kìa trước mặt kìa. Còn đi. Chắc nó xả cái bờ này không, khúc này không chắc 30 tuần luôn quá. Thôi, em xả dần. Chứ cái ao đó thì thấy đẹp lắm á. Còn mọi nguyên à. Quá đẹp. Ôi, nó xả gì đâu, sát bên gì đâu. Cái đó anh 30 cân phát nó cắm được tăng hết chân. Thì ơi. Thấy sát, sát gạnh luôn á. Rồi đi đi. Ngay chiều cũng nhớ, hồi chiều cũng nhớ em đi xa lắm mà ta. Xa không? Ê, 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 liệt kìa. Ủa, trời ơi, trời, con nhái nó nhảy. Trời, nó thả gì đi, cho thả gì đi, con nhái nó bơi nhiều nó mới dính. Ừ. Nó bơi nhiều cá lại hả? Thấy đi xa xa, thấy còn câu, còn dây chuột 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 xuống đâu, lụm rồi chứ. Lụm hả? Rồi còn, còn nguyên, ngồi. Ở bảnh thấy có gông không được? Có. Có gông, không, không có cho, không có chỗ cái dấu, không có dấu vô. Có gông chút, mới về vớt, mới gông chút nè. Có đâu, đâu có dấu vô đâu. Không có dấu em vô, mà em vô là em dẹt rồi. Nói dấu vô nè, nhái còn nguyên kìa. Không, buổi sáng dính á, buổi sáng mình cắm đây. Cái đường ngang không? Có. Mình đi vô đây trước cái đi rồi mình đi ra đây, mình đi ra đó luôn. Ờ, muốn đi đâu đi. Có đi ra đường này là hết đó hả Khánh? Hả? Nãy giờ có 20 cân rồi đó. Trời. Có gì về sao sao không lại đằng đằng cái góc kia? Góc nào? Anh kia lại lại góc hồi chiều đang cái máy. Tí nữa, em lấy ná đi anh thổi cho mấy chích này gom ra bắn đi nha. Hả? À. Không không lậu nha đó hả? Không. Cái gì vậy? Con gì nhảy không ơi? Nhảy vậy. Con đang trước. Cái gì nó xả chắc bên rồi nó. Đó, 30 cân mà. Mới lần đầu cắm. Kìa, đi lại tới đằng kia luôn kìa. Đây đang gần ở đây gần thẳng rồi. Dữ vậy. Rồi hết rồi. Hết rồi. Tới đây hết rồi, không lội tới nhà hả? Có qua cắm không? Không không. À, tới đây là hết rồi. Quay lại được rồi. Vòng rồi đó là vòng rồi đó là về đó hả? Ủa, chưa hết 30 cân đó hả? Chưa, còn ra đây chừng chục cân nữa. Giờ đó 6 cân nữa. Vậy là nãy cá lóc này là đây tính ăn mồi đó quay, nó chạy đi là mình chưa lại, nó là nó sợ nó chạy đó quay. Nó xa lắm mà sao vậy? Hả? Đi xa lắm luôn hả?
Anh nghe quậy tùm tùm này đâu bên đây nè. Nhái quậy quá. Ba chục cân cân anh em mình cắm gần quá rồi. Sáng cá nó gồm lại đây, nó dính ở đây nó quay. Sao đây có con cần vậy? Mà không sáu cần mà đâu đây? Hay là cắm ngược về? Cắm nguyên đó đó hả? Con nhái con nguyên. Ai trời ơi. Ba cần rồi đó. Bốn cần rồi đó. Bốn cần rồi đó. Rồi đủ 6 cân nguyên trời. 5 cân rồi. 5 cân của nó, 1 cân nó 6 cân. Đâu 1 cân? Đó. 5 cân đó, cân này nó 5 rồi. Thằng kia 1 cân đó. 1 cân đó. Sắp rồi anh. Trời ơi trời, qua cho mình câu, chứ không chưa được 10 phút nữa má ơi. Anh như được không thăm 70 cân mà thăm 1 tiếng mấy đó. Sao kể, em nói lâu lâu lần đầu tiên cắm rồi. Lần đầu làm chuyện ấy mà. Rồi cầm con cá đây nè. Đây, đưa đây. Rồi lại ăn vớt thêm con nữa nha. Thằng này có cắm đâu? Còn cần nó gì mà? Có Phan Khánh. Mồi rồi. Mồi không? Mồi. Mồi xuống móc luôn đi má ơi. Rồi hết mồi xuống móc luôn. Bắt con nhảy xuống móc luôn. Tính đi vớt mà không vớt được rồi. Vớt mà không vớt được hả? Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bãi mới nha. Rồi bây giờ mình đi tới cái bãi mới của em được cắm nha. Nãy Khánh cắm 30 cần thăm giác đầu được một con. Thì hy vọng là gãy giác bên đây cũng được, gây thăm cái giác đầu này sẽ có 5-6 con luôn nha. Hy vọng là tự nhiên ra phải thằng khủng. Cái bồn bồn nó mọc lên nhấp kia luôn nè. Không đi không gặp ổ chim là thôi được. Có đường nước nè, tới đường nước nè. Em cắm đâu? Tôi có gặp con chim nào đậu ngủ không mình bắt luôn. Rồi, giờ em được không biết cắm cái bờ nào luôn. Mất phương hướng. Giờ không biết bờ nào qua bờ. Lạc phương hướng rồi. Ôi đây chuột, đây chuột ăn. À chuột ăn. Đây có dấu loại nhóc trên này được, có e dấu em chứ có ai nè. Ở đây có chích luôn. Nghe đâm năng này có chích đó. Chiều lại có con đĩa nào đeo không? Vậy hả, xem biết. Em biết em không đứng lại lâu á, chứ em đứng lại lâu làm thấy đó. Rồi cắm cái bờ nào tới chưa? Chưa hỏng luôn. Rồi em chạy mình mất phương hướng nha, không biết là cắm ở đâu luôn rồi. Lạc bờ hay gì trời. Thì anh có hối đâu mà em kêu từ từ. Mình có hối đâu. Rồi. Tới chưa, tới chưa? Rồi đúng không? Vậy là đúng đường chưa? Rồi ok, giờ thì em trai mình đã phát hiện được phương hướng nha. Con chim máy bay, chim bay kìa, đó nè, bay đây nè, máy bay đó nè. À thì đây có một cần cầu nha. Ở đâu nữa? Ôi vui lội mỏ dò quá đó. Rồi cần đó là cần đầu tiên đúng không? Rồi đâu mình tiếp tục. Ôi trời ơi, tới cái bãi công của mình nha. Đây đang giờ tán được lại đó đấy. Đi vào một quận xa biết là xa luôn, mỗi thuyền hai cái dọ luôn vậy.
Đường này nó dẹt văng lưới gì ta? Không có đâu. Đâu em thấy, bữa đầu hôm nay nó có khi nó chưa có đói, mới ăn buổi chiều quá. Phải đường đi không em? Phải đường này không? Dạ, phải đi đường bên kia mà. Đi đường bên đây vậy? Nè, đi đường bên đây mà. Nè. Đi bên đây mà, đi đó quấy sao đi. Thì đó. Anh cũng thấy như vậy đó. Đang lộn đang coi có con cò nào, Quỳ Khánh nó bắn cho chắc. Bắn là bắn vậy thôi chứ em bắn luôn không chỉnh lắm. Đưa cho anh. Chưa. Dạ. Dạ, dính bé na nữa anh em ơi. Dạ. Yeah. Nó còn dính bé na nữa hả? Ừ. Bé na nhiều vậy. Ôi hai con luôn kìa. Một con dính. Ôi ba con luôn vậy á. Chùm luôn nội ơi. Ba con luôn, một bầy luôn kìa. Ba con hướng đúng vậy. Ngóc cái đầu lên kìa. 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 Đó. Lại lên. Ôi lại dành ăn nội ơi kìa. Ừ. Ôi ngóc đầu lên kìa. Thấy đẹp ghê không? Lộ ngay giò em luôn, nằm dưới giò em luôn. Ừ. À một con đang dính mà hai con ở ngoài. Để cầm đi em ơi. Con bình thường không dính, dính mấy con quỷ này. Bé nà này. Bé nà này không được. Đó nãy nó bắt đó. Nè, ngồi luôn được rồi. Mình thấy quấn quấn mình tưởng đâu dính cái rồi ai về. Thôi rồi lỡ mới. Nguy hiểm. Sao buổi sáng em ơi, còn buổi sáng. Ở đây con chúng nhỏ nhỏ gì nhóc. Nhớ cái đợt ở dưới mình thiệt dưới không? Ừ. Con chúng này bằng con 300-400 gram, con nửa ký có luôn á. Rồi, tiếp tục thôi. Còn chắc mấy cần nữa hả? Ừ, dưới mấy cần. Con cắm xưa rồi. Con thấy đây giờ cắm nhiều lắm rồi đó. Đây giống anh lội vô đây được rồi. Ông lùi. Ông lùi, ông lùi. Ông lùi. Ở nhỏ xíu mà. Ô chưa có mặt không ơi. Chưa, có xíu à, chưa có mặt. Để em kiều cái thử coi có mặt chưa. Đây, nè 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 nè, kiều đi. Nó quýnh nè. Quýnh chưa có mặt. Cái kiều nghe được. Sao cây này dài quá vậy ta? Ừ, cây này dài lắm. Trời ơi, bởi vậy nó dở một cái luôn nè, tôi tước xuống á. Đây nghe mình kiều coi. Ồ, chưa đâu. Chưa có mặt. Có rồi, nhưng mà... Ít hả? Ít hả? Nuôi đi. Để đi. Nuôi đi. Ôi sao mình xuống bắt. Cái này tầm khoảng tầm 4-5 ngày nữa là đẹp. Gì dạ? Quýt hả? Quýt này dâu tay. Trời. Không ai bị đánh hết, em bị đánh. Thiệt là đau lòng quá đi. Chín cái gai vô đó rồi. Rồi dính cái gai vô tay luôn ha. Nè, chọc trên câu luôn kìa. Lộ ngay trên câu luôn kìa. Hồi chiều là em đi đường trên này nè. Mà bây giờ em đi cái đường này. Rồi cái đường này đi đường nào đi? Đi đường bên đây hay đâu? Đường này hay đâu? Đi lỗi thấy cao quá, thấy không? Rồi lỗi đâu nữa? Sâu vậy? Đây cây nè, rồi đi đường nào? Rồi đi đường nào nữa? Con máy còn nguyên. Lại đây xíu lên tới nè. Cái gì vậy? Gù vô mắt rồi. Dạ, cháu quýnh vô mắt rồi. Quýnh, ông quýnh hả? Trời ơi, ông có đeo nè. Rồi rồi. Cháu đeo được dữ ta. Ây da.
ôm coi coi còn 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 kia. Ngon rồi, ngon rồi, dính dính miếng mắt rồi. Đây nè, ở trên à, 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 nhắm ở ở trên đó trên á. Ờ rồi rồi rồi. Rồi rồi ngày mai sẽ có chuyện vui coi đi nè. Còn 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 cái gai. Đây. Nó dính vô mắt trời. Còn chú gà. Hết rồi, rồi. Còn cái gai kìa. Rồi, nè. Em gỡ đi, gỡ đi. Trời ơi. Cho nãy giờ đó. Bay đâu nó bay vô mắt trời. Rồi rồi, ngày mai cũng cười lắm nha. Ngày mai có chuyện vui xem. Ngày mai có vui nha. Ừ. Cái thằng nhóc này, thằng nhóc nó quýnh. Nó quýnh cái thằng không chọc. Sao đứng ngoài quýnh. Ôi nó bay theo nhóc chừng kìa. Ừ. Nó theo tối nó bay theo đèn á. Bây giờ tắt đèn cái đi. Rồi rồi, ngon lành rồi, ngon lành rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đây, cô chú anh chị đón xem nha. Sáng nay 4 giờ rưỡi á, 4 giờ sáng mình sẽ đi thăm câu với được ăn cái mặt được như thế nào nha. Ngon lành anh em ơi. Tự nhiên thấy đau. Ờ đúng rồi. Đau lỗ nào? Đây hả? Rồi để mình đi vô cái lỗ này luôn. Ủa cái lỗ này có gì đâu? Đâu nó có gì đâu? Nó bay theo đó thì nó bay theo đó nó. Nó bay theo nó mới vô mắt của em đó. Rồi đi đường nào nó vậy? Đây nè, câu nè. Con biết hàng không? Đây, hàng có gì, con dính con gì, dính con gì cũng được chứ. Nó lôi đám cỏ này nghi lắm à. Cái gì vậy? Rồi, có lưới câu làm trên bờ, không có gì, con ếch hay con rắn gì nó lâu vậy đó. Dạ. Rồi, có hàng. Có hàng nhưng mà hàng bị hụt rồi. Bị hố rồi. Ây da. Có triệu chứng này. À, để xíu nữa mình coi coi. Sáng chắc này là, chắc là tầm này giờ chưa đâu anh Dương ơi. Chưa đâu. Chút xíu nữa, xíu nữa về tới nhà kìa. Nhìn mấy hấp dẫn. Ừ. À, mấy cái đọt này đây mà không rú đầu lên ta. Hai cha chọc muốn tôi chọc. Anh không có biết rồi nha, cái này do cái nghiệp nha. Cái nói cái người thiều á do cách ăn ở nó làm sao không? Chắc người chỉ. Đi, thấy gì chịu hay gì? Bữa giờ vậy nè. Rồi bữa giờ mà sao đi luôn, không mập luôn. Gì tao cái đó có mập rồi đó mình ít à. Ít lên vô. Ừ. Hay là tại cái mùa này nó không có bông nhiều không biết nữa. Vòng vòng đây đâu có bông gì đâu hả? Có chứ, bông tràm nè. Bông tràm mập cũng nhiều lắm. Bông tràm bông mắc cỡ rồi thấy nhiều lắm. Cái ổ đó tầm từ sau là như hết đó. Hết chưa? Hết rồi chị quay lại để sĩ mập luôn á vô. Ừ. Rồi hết giờ quay lại nha. Để sĩ á, nếu mà mập đầy đủ nha. Bây giờ chưa có. Đó, ý là mập đầy đủ kìa. Như là nó kêu là một tuần sau á. Mập nhiều á là một tuần một sĩ đó. Còn hốt giờ chắc được ly uống rượu à. Để vô mắt trời. Đâu có mập đâu, nãy nó chưa có bông lên mà. Cái nó quỳ lên kìa, nhìn nó vàng, nó bít ra chân, nó mới mặt nhiều. Cái sáp nó còn trắng quá. Ừ. Cái sáp nó vàng á, là nó mặt nó nhiều. Nó mới có sáp rồi. Rồi, thì kết thúc cái chuyến đi đầu hôm nha. Còn. Đâu nữa? Còn một điểm nữa. À, là bánh hôi này đó hả? À, vậy là chưa. Rồi.
anh vừa cầm cho mẹ mà em lên đây. Rồi, buổi tối của mình thì còn 10 cần nữa là xong nha cả nhà. Ừ. Mà còn, con mắt của mình nó bị còn 10 phút nữa, còn 10 phút nữa là con mắt của mình nè. Đâu rồi, chưa chưa à, bắt đầu nó hơi sưng sưng lên nha. Rồi. Sưng chưa? Sắp rồi, sắp rồi. Bị ông quánh vô mắt rồi cả nhà. Sắp mấy tay này, mấy tay này chọc ông, còn mình không có chọc ông mà còn mình đừng quánh. Sắp sửa có 2 mí mà dạng như 2 mí lộ á anh Dương. Hồi không có mí nào luôn chứ đó, 2 mí cái gì nữa. Ngon lành này, ngon lành này. Tay lắm. Sáng này mình chăm chờ giờ 4 giờ rưỡi sáng mình quay cái mặt này một cái mới được. bốn rưỡi thức dậy rồi báo thức thì còn 10 cần câu cuối cùng nữa mình sẽ đi thăm luôn. Chị phải dồn hết bên khung cánh. Thì hiện tại mình tới cái bãi cắm còn 10 cần nữa nha, thì không biết là như thế nào nhưng mà giờ mình sẽ đi theo em Khánh. Cái nhà theo mình nha. Ở nhà đi theo mình nè. Anh không có lấy đèn gọi theo đó. Trên mấy đọt cây này có cu có đậu. Đây. Sao rồi, sao rồi. Một cần. Hết mồi hả? Còn mồi, còn mồi. Cái nè anh Dương anh dội đây nè. Có mấy con cá gì mắt đỏ đỏ nó đậu dữ lắm. Nhưng mà anh không có lên đèn thế này. Không bỏ đèn trên xe rồi. Anh dội sâu không? À, cũng sâu quá. Sâu là nhiêu? Được. Được chưa? Anh lo được, anh lo được, ok. Lụm. Yeah. Rồi còn đâu cần nữa? Còn 3 cần nữa đâu? Đi mình đi chở ra. Đi chở ra hả? Đâu à, đợi chở ra hả? Sao nãy mình đứng đây mình gọi qua luôn không là không gọi mà mình đi qua. Đứng đi lại coi. Em sắc cứu. Ở đâu được? Ở đâu đi nè. Đâu biết hàng cổng rồi. Chỗ này được. Thôi mình đi nè. Ôi giết đây kìa. Ê, hết mồi mà. Còn không? Đậu thấp à, đậu dưới đâu, cao đâu, cu nó đậu thấp dưới rồi. Ổng mới nhánh dưới nè. Ồ, ổ ong luôn kìa. Ghê. Nó xíu. Ê, nghe tùm tùm nè. Ê, em nghe, đã nghe, anh vừa có nghe không? Nghe. Nghe tùm tùm nè. Rồi. Lụm, lấy ra. Có hàng. Đâu rồi. Đây. Ôi, con cá này bự quá. Anh cầm cho em. Rồi, ok. Để em nắm thêm vớt nha. Để em. Có hàng này anh Khánh thêm vớt nha. Nhóng lên nha Khánh. Dẹt cho luôn. Nhóng lên vớt. Hút chưa trời? Cá bự hết. Vô không? Thôi cái nhỏ này, cái dừa. Không được. Không được. Rồi nhảy lên. Đây, có hàng nữa nha. Cần thứ tư, một bé nữa. Con này tầm 300g. Cầm trong cái lưới gỡ luôn.
cầm trong lưới dễ như gỡ cầm. Đây nha cả nhà. Rồi, con này cũng được lắm nha cả nhà. Cá đồng này ngon à. Bắt nhát nhá vô luôn. Nhá luôn. Đấy, xa xa mà nghe quậy sổng sổng rồi biết có hàng rồi đúng không anh chưa? Ừ. Cái vớt mà trong gồng này ngon rồi. Có không? Đây anh lụm một bé nè. Ừ. Đây em Khánh cắm lại con câu nha. Ok. Kéo lên xíu đi, nháy lỗ quá. Đâu? Sao rồi? Thấy câu không? Còn hơi ra. Rồi. Cái này là đường cùng hay gì? Vô 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 ta. À. Con gì kìa, chặt này là Khánh này. Chuột hả? Mấy con được? À, mấy con? Wow. Wow, được con đó nha. Con bên đây bự hơn con của anh với Khánh. Bao nhiêu? Sáng 1 cân nữa. Sáng 1 cân nữa hả? Ừ, nó liệt lúc đầu luôn mà dở lên mất tiêu. Đây. Thì giống anh em mình bữa nè, mà cá bên này bự hơn. Thấy không? Để ra ngoài luôn nè. Rồi thả ra cái vật nè. Wow. Cắm theo mấy. Ôi, cái cá này ốm rồi, không có màu gì ốm rồi. Nè, anh với Khánh con nè. Bên này 10 cân với hai con ngon chứ bộ. Ừ. Thôi cắm theo mấy cái ao vô bỏ thì kiểu này ngon nè. Ừ. Con này cũng nhất ngon tiên. Rồi. Thì thăm dạo đầu tiên được ba con nha, mà hôm nay cá bự không à. Hôm bữa là mình cá nhỏ, hôm nay cá bự. Đó. Con này mới dính nè cá nha. Ốm rồi, cá ốm ha. Con ốm nó mới ăn câu. Ừ. Chứ. Ốm từ đầu giờ luôn. Con này cũng ốm. Ừ, con này mập hơn nè quay, mập. À. Ừ. Rồi. Bây giờ mình tạm biệt cả nhà đi. Qua đi. Tạm biệt cả nhà đi. Sáng mình hẹn cả nhà và sáng mình đi thăm cái dạo thứ hai chắc là ok đó. Cuốn luôn thăm gì? Sáng cuốn luôn. Thì sáng mình cuốn cái là chắc có lý hơn đó. Tại hôm bữa y gan như hôm bữa đầu mình đi thăm ba con nhá. Ừ. Mà cá không ngon. Hôm nay cá không ngon. Vậy nha, cuốn. Rồi, bây giờ mình bỏ đằng kia luôn. Rồi. Bỏ đâu? Cái gì? Chết ba không? Dây bỏ đằng cho chú cái bãi này. Bỏ đâu? Bỏ ra bãi nào? Sao được rồi. Cầm luôn chứ. Rồi, bây giờ mình về thôi. Về thôi, sáng tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ được chứ anh Dương rồi, về sáng 4 rưỡi mình tính tiếp nè cả nhà. Chứ thấy con mắt được. Mắt này nó muốn nâu rồi. Có tín hiệu rồi nghe anh Dương. Đúng. Đúng, anh thấy anh như là đẹp trai lên rồi đó quay. Có tín hiệu rồi đó. Ờ, đẹp trai lên rồi đó. Sưng bên. Chưa à, mới có lé hơi thôi à, rồi sáng mình sẽ cho cả nhà xem. Rồi giờ mình về thôi. Chào cô chú anh chị buổi sáng. Thì tối Dương với lại được đi thăm được ba con cá lóc nha. Thì sáng nay giờ này cũng gần 5 giờ rồi, thì được với Dương với lại Khánh xuống đây cuốn câu đây, được với để quay mặt cái được nha. Đây từ buồn không muốn nói luôn cả nhà ơi. Mở đèn thấp độ thấy rõ đó. Buồn không muốn nói luôn cả nhà ơi. Hôm qua hai tay kia chọc ong thì không bị quýnh mà được, không có chọc ong được, chỉ đứng ở ngoài thôi mà bị quýnh ong mắt luôn. Thôi chào đi làm cầu đi bên nào trước thì,
vợ mình sao? Đi bên này trước luôn hay là chung đi tối? Đi chung đi, chung đi. Đi chung đi qua đây. Đây. Cười xỉu. Thì thành quả của hai tay chồng ông hôm qua là không biết bánh mà bữa nay được bị chân mắt nâu mắt cái nhà. Người ta nói á, người ta nói cái nghiệp, đúng không? Cái nghiệp. Phải đường này không? Phải đường này không? Dạ. Chồng ông đây cho mắc cỡ hơi nhiều nữa. Ủa sao bảo là hồi tối không có gai? Thì nó đang ăn thuốc này thôi. À, rồi mình đi nè. Okay. Bứt bứt cỏ trước đi. Ở từ từ cái nó. Ê, cầm 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 đi đi, em làm cho. Bứt bứt cỏ. Dương cầm đi. Rồi, rồi, rồi. Đây, em làm cho. Đây, khủng luôn nha. Thấy không? Bứt bứt cỏ, bứt bứt cỏ đi. Trời ơi, cái này có giật đẹp quá. Có giật quá trời giật luôn. Mới cường đầu tiên cái nha. Chưa thăm cường đầu tiên lụm luôn nha. Từ từ, từ từ. Từ từ lên đâu ra. Cỏ cỏ đi. Ừ. Ê từ từ. Ai làm gì đâu mà. Cái miệng ấy quá. Cỏ đi, cỏ đi. Lên luôn, lên luôn. Đè lại, cái miệng nó. Lên mé, lên mé, lên mé. Thằng khủng, thằng khủng. Thằng khủng nữa nha cả nhà. Đấy. Rồi Khánh gỡ được không? Rồi, gỡ. Đây đây cầm luôn cho. Đi đi quay. Em gỡ được. Ê, qua đây thằng dưới ơi. Ôi ơi, nhìn dữ vậy. Ừ. Tính ra ở đây ngon chứ bộ. Ừ. Xích lại anh Vui, xích lại đây nè. Phải hôm qua mà anh em mình đi cắm mấy cái mương này là ok rồi. Quá ok luôn á. Con này con khủng nha nhà, bằng con. Bằng con đầu hôm tới đầu tiên. Ừ. Quay xích lại. Rồi rồi rồi. Wow. Quá tuyệt vời cả nhà. Mắc quá trời tuyệt vời luôn kìa. Thấy đường không ta? Thấy đường chứ. Đầu tiên lụm là ngon rồi. Vô. Vô. Còn nữa nhiêu. Đi 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 đi. Sao rồi, sao rồi? Bỏ giỏ bỏ. Chút queo. Sao đây đấy? Chú dưới kia ngạnh ngay dưới hồn. Bỏ ra. Chết hả? Bỏ đi vô đi. Ồ, con này có khó con gì cắn mà. Cua kẹp. Thôi mình không vô trong da thấy động cầu rồi thế rồi xong rồi hả? Con ngái còn nguyên rồi một bé 10 cân đầu tiên được một bé 191 thì có 10 cân một con chỉ với 70 cân là 7 con thôi rồi. Hả cũng được trai dữ với trời trời vô cứ dậy hoài ngon á mặt đẹp trai á hên là quýnh vuông mắt á chứ quýnh vuông cái mỏ chắc nhọn hơn mỏ anh Dương luôn. Đây tới cái bãi câu của anh Khánh rồi sao rồi ổn không ổn không thấy gì chưa hai con gái hai con gái. Đây đây, chú đây. Bữa lúc này mình lụm con nó được. Chú, gì? Ba bên bờ nè. Cái gì? Cái gì? Cái nhỏ quá, bắt ba bên bờ nè. À. Cái lưỡi câu ba bên bờ hay hai nhái ba bên bờ? Lưỡi câu ba bên bờ. Lưỡi câu ba bên bờ. À. Ra là vậy. Nó lụm liên tục luôn không cả nhà. Câu lụm liên tục. Anh cắm theo câu liền ký liền ký. Vậy dễ thăm. Còn cái bãi có được ngang qua xì quá hôm nay thử coi nó sao nha. Chiều có qua thăm 30 cân rồi. Dính được hai gắn phải không? Hai gắn. Ừ. Hai gắn. Một con với một bầy. Chiều cắm đây Khánh. Không rồi, dấu này không, chích đây nè, vừa lọt qua đây nè, ở bên đây nè. Nào. Ủa giời ơi. Câu mà nhổ mà gỡ nhái thằng kịp luôn quá. Đâu? Thấy không? Cắm
gần vậy mà nó còn không ăn. Chưa cắm thưa làm sao mà dính. Yeah. Cắm gần nha, còn không ăn nữa, cắm xa sao dính Khánh. Rồi. Đâu đâu cũng thấy ngồi mà còn không dính. Đó là đó phải không? Còn. Tới trước này hai cận hay vậy? Hai bên hai cận đó. Hai bên hai cận là hết rồi. Sao? Có chuyện gì? Ôi giời đất ơi. Rồi tới đây là hết rồi đó. Ôi cái này làm gì giống nước lên nữa ta. Nước lên rồi lên quay. Đâu đây nước lên. Nó cạn đi, nó không cạn thôi làm gì nước lên. Hát sao? Rồi. Hát ngon Khánh. Hát rồi đó anh. Cái này để đâu mà sao kiến không vậy nãy giờ, kiến không vậy nè. Không, hai con bò hóng. Bò hóng hả? Thôi bò hóng. Chụp cần chưa tay? Từ từ, đừng lo lắng. Đừng có lo lắng, không có gì xảy ra đâu. Thắng từ từ. Ê, coi chừng có hàng, có hàng không? Không thấy nhíp mà thôi, dây liệt nữa rồi. Ê, coi chừng còn gì đó quá, còn mò mò thứ khác, mò mò thứ khác. Mày nhái nè, nè. Không dính không phải là sảy. Không dính luôn. Ừ. Bên này có cắm chừng nào? Không, chừng đó thì con nãy nó không có mà. Bên này nè, chết đằng trước đây nè. Bên này ngon không cắm không? Okay, đằng trước kìa. Lộng đuôi mắt mới ăn cá mà. Đuôi mắt có điện máng chứ ăn gì. Tại cắm cần khít quá. Rồi đi đâu cũng mắc. Đi đâu cũng mắc câu hả? Đi đâu cũng mắc câu. Rồi nuốt luôn. Đúng không? Nuốt đựng cái đầu câu á. Trắng vô đây. Đây lấy cái đầu câu kìa. Ờ lấy. Ồ, máu không luôn. Thật không? Lấy cái đầu câu chọt vô cái lưỡi câu lại á Thánh. Đây nè, nghiệp dư quá chuyên nghiệp. Được không? Đưa anh làm cho. Cầm đen anh làm cho hết này. Móc ra là nó bị tét. Quả lưới này nè, đến gần đây nè. Bỏ vô thùng này. Má mẹ không có rồi. Đụng, tính nó yêu luôn. Bộ hồng quá, bộ hồng ta. Ừ. Còn được, không sao. Nặng anh vui. Trước anh vui.
Ghi không? Ghi không? Ghi nha, cái đầu liệt liệt kìa. Phải không à? Có ủa, là con câu. Gì? Có phải con câu? Phải con câu đâu. Ờ, phải. Vậy mà anh được. Thấy rồi, không phải, con cỏ không phải mà. Con cỏ. Lên giả nè. Từ này tối dính nè. Ừ. Quá chùa không à. Con nhái nằm dưới đó luôn kìa. Con nó ăn được. Cũng sáng trời mấy anh em cũng tới cái bãi của được cắm nha, 30 tuần của được bên đây. Trên 29 cần chứ, vậy là không được qua chọc hả? Pip 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 pip. Ổ gì đâu? Cỏ đó, có ổ mà dễ gì còn, nó nằm vậy mà dễ gì còn tới mình em. Gì mới nhỏ đó gần đây xa nữa rồi đó. Đây nè. Chỉnh chỉnh. À, nghi lắm mà chỗ này nguyên zin không gì. Cười xỉu. Ơi ơi ơi. Trời ơi nó nhảy tưng tưng mà tưởng dính cá anh em. Mới có 5 cần thôi, chưa mà. Cần này là cần thứ 6. Cầm đi. Tại để cuốn để cho mình nha. Thì nhưng mà nè, trước khi quay nhổ cây câu trước đi. Nhổ cây câu đi. Em nhổ đi, em nhổ đi. Nhổ thế này, nhổ trước thế này. Để đi, mình sử dụng điếu thuốc mình lấy cái ổ ong này nha. Quay cái mỏ trước khi bị quánh nè. Đây có cái hộp quẹt luôn, lụm nó luôn. Ông này hồi tối hai anh em mình với Khánh là hai điếu đi chân điếu sợ chắc không nổi đâu. Mình với Khánh lấy tay khều khều nó còn có mặt không? Hai nhà để cho em dít cái mặt. À, cả nhà thấy thành quả của mình không? Thành quả hồi tối nè cả nhà, anh Dương với Khánh chọc của ông đó đó. Giờ cho anh đôi anh Dương hốt luôn nha. Nè, giờ cho anh Dương hốt nè. Xuống cái mỏ chắc bên luôn rồi nè. Hồi nó quýnh cái mỏ. Quýnh nổi thân chất. Rồi mình lấy cái cây mình gạt nha. Gạt ở dưới cho gạt xuống trước đi. Ừ. Gạt là ngoài chân gớt cái kia rồi. Cái cả, cái đó thôi. Cục mặt nằm trên mà. Ừ, cứ lấy cục mặt thôi. Trời ơi, nó kêu thấy ghê quá cả nhà ơi. Em sợ xương con mắt bên kia, mai em khỏi lạ luôn đó. Trời, cục mặt nó xíu bằng tay cái cũng hốt nội. Hốt còn đi cho nó quýt nè, mà trả thù cho em mà. Rồi bẻ khúc kêu đi. Rồi đi dắt mấy ông gác ra. Mình đã thành công lấy ổ ong nha. Mỗi thằng đi phơi phơi rồi hay quýnh lắm. Thổi 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 nhét cái mỏ, thổi thổi nhét không. Rồi ok. Đâu rồi cục mặt đâu rồi? Đây cục mặt đây. Tao lấy cục mặt đẹp quá trời, anh lấy cục mặt cho kỳ. Cục mặt này là đẹp rồi đó, nhưng mà gắt lấy là ổ ong là hơi nhỏ thôi, nó này chắc đủ ăn sáng rồi anh Dương. Ừ. Đủ ăn sáng rồi đó. Đủ đó. Trời em thấy sao nó đau, sao lưng giò em nữa trời.
Làm sao? Dính với giò rồi. Dính với giò nữa hả? Ừ. Ở đây có nhỏ gan câu chưa Tánh? Lâu nay giờ không thấy gan câu nha. Chui đây làm gì? Chứ bị lẹm luôn. Nó xíu ra ngoài lẹm luôn. Sáng ăn sáng luôn. Nay còn mặt là nó no tới chiều. Nói nước lên rồi. Rồi thằng nào bị đánh đó ăn đi ha. Chút xíu ra ngoài ăn. Cho anh em người cắn thưởng thức miếng. Em lâu lắm chưa ăn mà ông người. Mà ông phải cho nó có gì nào không? Không có đâu. Không có lẹ. Mỗi lần cắm mắc cần là ngon rồi. Ừ, cắm mấy chục lần là 70 lần là rồi đó, không còn chừng nào luôn đó. Đâu đâu đâu. Giờ ủa giời ơi. Rồi. Rồi xong. Xong luôn nha. Hẹn các bạn chút xíu nữa. Nhỏ luôn đi Khánh. Ôi hốt ổ người gì đâu bự dữ trời vậy, ai ăn ai nhịn trời đất mẹ quỷ thần thần thiên định ơi. Vũ vũ ông ra kìa. Ê, hồi nó quýnh vô cái mỏ tôi. Con mắt cỡ này quýnh vô cái mỏ nó dẫn chắc cỡ này nè. Nó hôm thiệt mà quýnh cái mỏ sáng này chắc nó dẫn cỡ đó luôn á. Bữa nay chắc nhấp nhấp cái ổ ông không chứ. Ê, chút xíu quay em ảnh cảnh ăn cái con ong là biết quay clip ngắn. Chút xíu nữa quay bên kia quay qua. Quay clip ngắn. Ờ thì quay bên kia quên mắt ấy ngồi nó không bình thường hơn quay ngược lại cái cười khả hả hả lên. Bên mà. Thôi, khóc lóc gì tí xíu nữa anh cho ăn mật ong bù lại cái chỗ sưng đó thôi mà cho bổ lại. Nó quýnh mình ăn đó. Cái tội hồi tối á là khiều khóa người ta giờ sáng nay chơi hút ổ người ta luôn mà khiều đi kiếm mặt cả nhà kiếm chưa chân thấy cái mặt này bự chỗ á. Đục mà giống như trời. Giống như trời té đáy luôn kìa, sợ té đáy luôn kìa thấy không. Chịu con nhái này mà chịu cắm mấy cái ao bỏ đằng kia dính lên kìa. Ừ. Nó bắt vậy mà cũng dư cắm luôn nha. Dư mà. Tối này đâu không hội nhiều đâu. Tại nó không dính nhiều đâu mà hội. Bắt lên dư, quay hồi hết đi. Được. Rồi bây giờ mình đổ cá ra luôn. Đổ Khánh cột vô cái bao đây hả? Bây giờ nghiêng ngôi gì đi. Bắt để lên thùng đi nha. Quá bự. Con này quá khủng cả nhà. Ta sáng nay nhiều cameraman chỉ vô mặt tôi dưới người ta. Quá trời nổi tiếng hay gì đó. Quá trời mà. Đó, hàng khủng không mà cả nhà. Đó, để lên cái bao, để lên cái bao đây. Để lên bao ha. Ừ, để cái bao, bao để lên. Cộng cộng quá vậy. Con này cứng nhắc luôn nè cả nhà. Chết rồi. Đó, em quay canh ngay giữa bên đây Khánh. Sao chết queo rồi? Ờ, chết thôi mà. Đó. Đó. Con nào mới ốm thì lãi, Nằm im, chưa. Dũng Nguyên hiện trường, Dũng Nguyên hiện trường. Ba con. Bốn con nó bự đó. Con mới dính nãy con bự đó. Ừ. Sáng con. Wow. Nằm im. Wow, cả nhà ơi. Hàng khủng nha. Quá tuyệt vời không? Nè.
Yeah. Mắt yeah. Tôi cài xích tới của anh Dương này, xích tới nào mới thấy rõ. Đúng rồi, cho bít bít gì nè. Ồ mới bự nè. Ồ. Khoái trời. Cái này là hai con này bự nhất trong đàn nha cả nhà. Ồ không. Quá khủng nha. Ủa sao có con vậy? Thấy con vậy? Hả? Sao thấy con vậy? Sao thấy con gì? Con mắt. Này. Sao thấy con mắt. Nằm im. Này nè, từ từ nha, nằm im nha. Miên đã nằm im, nằm im. Để nó làm cho anh bìa lên trên anh bìa luôn à. Ngoan ngoan cái rồi, hợp tác cái rồi. Hợp tác nha mấy em. Đó. Sao cái máy này nó tối vậy? Bấm không, nhắc, bấm vô cái màn hình cái được. Đó, thấy không? Nằm im hợp tác cái rồi. Đó, thành quả của mấy anh em à, anh Dương gần một tí. Đêm, một đêm. Anh Dương gần tí nè. Đó gì đó. Đó, quá trời cả nhà ơi. Quá trời con mắt rồi cả nhà ơi. Quá trời con mắt rồi. Rồi cái video của được tới đây cũng sắp kết thúc luôn nha cả nhà. Nhưng mà trước khi kết thúc á thì mình sẽ thưởng thức cái món kia cái rồi mình kết thúc nha. Cái món ông mà cái món mà xương mắt đó đúng không? Ừ. Hàng khủng khủng. Ba con này gần 2 kg nè. Quá đúng rồi. Ba con đó gần 2 kg rồi đó. Thôi bỏ vô đi em ơi, bỏ vô được rồi, được rồi. Vô đi, cái sằng. Rồi thì cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Thì mấy anh em mình nãy có hốt cái ổ ong đó, thì mấy anh em mình ăn cái mặt ổ ong đó luôn rồi mới về nha. Cô chú anh chị xem ủng hộ Dương bằng cách là like cho Dương và đăng ký kênh cho Dương ủng hộ Dương nha. Thì Dương sẽ ra những cái clip tiếp theo là đi săn bắt hay hơn cho cô chú anh chị mình xem. Để em được đi có tay hay đâu rồi. Lẹ đi được rồi, để hết mật được rồi. Lẹ đi để hết mật đó em ơi. Em coi không có trả thù được đó anh ơi. Ừ. Ủa sao nó hết mật hả? Anh với Khánh ăn hết á. Ủa sao nó hết mật nữa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Rồi xíu được sẽ đổ ra thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây, hồi tối nè. Thành quả của anh được đây. Thôi giờ ăn đi, ăn mật đi. Đây nè, bây giờ đưa đây anh. Bây giờ còn như được cái cục mặt luôn nha cả nhà. Đây cái mặt nè, ừ đó. Cắn cắn thử cái nha. Thấy được ăn không? Em cắn thử mà thấy cái được ăn không? Hả? Thấy được ăn không? Thấy chưa? Trả thù nữa đi anh. Ôi ôi. Rồi rồi. Rồi rồi, cắn cái rồi. Trả thù nữa đi. Béo. Ông nha, ăn mặt ông. Ngọt dữ hết nè. Nè cắn. Cắn. Cắn mặt luôn. Từ em cắn đi, cắn đi. Kéo quá. Nó có cái nhộng màu vàng nè. Cái nè. Không quả. Không quả ăn nữa bộ. Thanh niên ăn mà ong. Quay qua quả cái kết. Ôi giời ơi. Ha, khá anh chưa? Thử miếng coi. Để mình thử miếng coi. Cầm cầm đó. Đây Dương thử miếng nha, thử cái cách nó đau đau như thế nào. Quá đã. Ngọt không? Ngọt à, chào bẻo quá trời ngọt. Ăn miếng đi, ăn miếng đi. Ăn miếng rồi đi. Quất đi. Sáng ăn sáng này cũng dư dư chất luôn. Quá ngon rồi. Ngon. Bây giờ cái video của Được với anh Dương nào tạm thời là kết thúc nha cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Ăn đi mới kết thúc chứ. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo. Thì cái sugi cắm câu của Được hôm nay tới đây cũng kết thúc cả nhà ơi. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo nha. Lần sau mình sẽ chọc ông Nghệ. Hả? Nữa hả? Mấy cha này chọc để cho mình dính dính ấy không cả nhà. Sao có cái cục vàng vàng ghê quá chưa? Cái cục đó cục phóng phóng qua. Không sao đâu. Phóng qua ăn nó béo bổ mà. Ngon. Bổ. Béo. Em xử luôn hả? Ăn đi. Cắn cái nữa tên Dương. Không không nghĩ à. Ăn giác cổ quá. Ngon ha. Người ta cũng ăn mặt ong sao mặt ta y nguyên rồi, em ăn mặt ong sao cái mặt em kỳ quá vậy được. Là con miếng này anh trả thủ luôn đi được rồi. À cắn cái. Gắt quá. À, cắn, cắn cái anh ăn cho hết cái cây luôn, cắn cái cây luôn, hai cây luôn. Quá gắt. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Bye bye. Tạm biệt cả nhà. Ăn cái cây luôn hay gì? Bye bye mày coi nhà. Cho cả nhà hứt cái mặt nó được cái nữa. Ghê vậy. Vậy giả nó có nói cho em được. Chưa thấy luôn. Sáng dễ gì thấy. Tối rồi thấy không? Tối về không? Tối về chưa? À về đang ngủ phải không? Tối về chưa?